Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, hãy ăn năn và tỉnh thức. Làm gì thì làm. Ông à, chúng ta đạt được điều gì trên đời này không quan trọng. Quan trọng là cuối cùng chúng ta đứng ở đâu. Cuối cùng chúng ta đứng ở đâu. Chúng ta có đứng với Chúa Giêsu không? Đó mới là câu hỏi mà chúng ta cần quan tâm. Sứ đồ Phao-lô cũng đã nhắc nhở rồi. Tôi phải đãi thân thể tôi một cách nghiêm khắc, hầu cho sau khi tôi giảng dạy cho nhiều người rồi thì tôi không bị bỏ ra ngoài. Cho nên chị em à, ngày hôm nay có những giáo lý ru ngủ chúng ta trong sự cứu rỗi, cho rằng sự cứu rỗi là chắc chắn, sự cứu rỗi là không thể đánh mất. Nhưng xin thưa anh chị em, nó chỉ đúng có 50% thôi. Đúng, cho nên không có sai. Sự cứu rỗi là chắc chắn, sự cứu rỗi là không thể đánh mất nếu mình tỉnh thức và giữ gìn nó. Không một thế lực bên ngoài nào có thể cướp được sự cứu rỗi của chúng ta, nhưng chính chúng ta có thể tự đánh mất nó. Đây là chỗ mà hội thánh cần tỉnh thức, cần ăn năn những cái điều mà và lời của Chúa dạy. Anh chị em yêu quý của tôi ơi, cho nên buổi sáng nay tôi muốn lại nhắc một lần nữa với hội thánh, tại sao đời sống mình có nhiều tật bệnh mà mình cầu nguyện mãi không khỏi. Tại sao đời sống mình cứ thiếu thốn, thiếu trước hụt sau túng thiếu mà mình cầu nguyện mãi không thành vượng. Tại sao đời sống mình, gia đình mình có nhiều những cái tổn thương lục đục cay đắng mãi mà mình không giải quyết được. Tại sao chức vụ của mình mãi không thấy khởi sắc. Tại sao lời mình nói, điều mình làm hầu như không có một chút sự sống nào ở trong đó để đụng chạm, để thay đổi, để biến đổi xung quanh. Anh em biết, để trả lời cho câu hỏi tại sao này, nó vẫn là hãy biết các ngươi sa sút từ đâu. Phải biết mình sa sút từ đâu. Tôi khẳng định với anh chị em 100% rằng phải có một điều gì đó đang ngăn trở trong đời sống của anh chị em chúng ta, khiến cho sự sống của Đức Chúa Trời không thể tuôn tràn được. Giống như ống nước bị khó van vậy đó. Ống nước mà bị khó rồi thì dù có thác lũ đổ xuống cũng không có giọt nào chảy ra được. Cho nên thông điệp vẫn phải nhắc đi nhắc lại. Anh chị em ơi, hãy tra xét đời sống mình. Đừng cố chấp nữa. Đừng cho mình là đúng nữa. Hãy tra xét đời sống mình dưới ánh sáng của lời Đức Chúa Trời. Và thời điểm của Chúa là thời điểm tốt nhất. Ngày chúng ta gặp Chúa là thời điểm tốt nhất để phục hồi tất cả mọi thứ. Chúng ta không thể nào tự mình phục hồi được nếu không có Đức Chúa Trời đi cùng mình. Anh chị em đến hội thánh, anh chị em ở đây có Thánh Linh của Chúa, tôi cho rằng đây là thời giờ tốt nhất để chúng ta phục hồi tất cả. Đây là thời giờ để bệnh anh em phải được chữa lành. Đây là thời giờ để đời sống anh em phải được tự do. Đây là thời giờ mà chìa khóa trong tài chánh anh em phải mở ra. Đây là thời giờ mà mối hòa thuận bình an trong gia đình em phải được phục hồi. Vấn đề là anh chị em có dám ăn năn từ bỏ tất cả mọi điều khiến cho đời sống mình bị bế tắc hay không? Cho nên tôi kêu gọi anh chị em à, ai hôm nay mà còn cay đắng không tha thứ, còn giận hờn giữ vấp phạm trong tâm lòng, tôi biết anh chị em có lý lẽ để giữ nó. Tôi biết nhiều người có lý lẽ để giữ nó. Tôi cay đắng bởi vì điều này là lẽ phải thuộc về tôi. Có người nói với tôi như thế. Lẽ phải thuộc về tôi, làm sao mà tôi tha thứ được. Tôi phải cay đắng, tôi phải thù đến chết thì thôi. Có người nói như thế. Nhưng cho em à, Chúa Giêsu nói đó, người phải tha thứ 70 lần 7. Có nghĩa là dù anh chị em đúng hay sai, oan ức hay là như thế nào đó, tôi không quan tâm. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn vào lòng anh chị em. Đức Chúa Trời chỉ quan tâm là lòng anh em đã tha thứ chưa, chứ Chúa chưa xét cái chuyện đúng sai. Anh chị em à, cho nên ở đây tôi kêu gọi nha, tất cả chúng ta
hãy sống với một tấm lòng đừng có một chút sự vấp phạm nào bên trong. Đây là điều kiện cần, rất cần để cho anh em có thể bước vào thiên đàng. Anh em tưởng tượng đi ha, anh em bước vào thiên đàng mà còn giữ sự đắng cay vấp phạm, không tha thứ, giận hờn thù oán. Tại vì sao? Thiên đàng không có chỗ nào cho những người đó. Muốn vô cũng không được, không có chỗ. Hết phòng rồi, hết chỗ rồi. Cho nên phải đứng bên ngoài. Vì vậy anh chị em, chồng vợ phải tha thứ, cha mẹ phải tha thứ, con cái phải tha thứ, hàng xóm láng giềng tất cả tha thứ, làm sạch trái tim của mình buổi sáng này. Thứ hai, chúng ta không chỉ nói suông với hành động ăn năn của mình. Có một số người còn ăn năn chưa? Không, không phải nói suông. Sự ăn năn thật luôn luôn kèm theo một hành động của sự ăn năn. Giăng Baptít nói rằng, mấy người kia hỏi thế tôi phải làm gì, thì Giăng Baptít nói là hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Nếu anh chị em làm một điều gì đó sai với người khác, hãy đền bù cho người ta. Anh em nhớ câu chuyện của Sa-chê không? Sa-chê nói rằng con ăn năn Chúa ơi, và ông kèm theo luôn, nếu tôi làm hại ai tôi đền bù gấp đôi, gấp bốn lần, rồi tôi còn chia cả tài sản của tôi cho người nghèo nữa. Không ạ, ông còn làm hơn thứ đó nữa. Cho nên ăn năn luôn có hành động, ăn năn luôn có hành động. Có người nói nhưng mà tôi không thể bỏ được xem phim khiêu dâm một chút ơi, thì lý do bởi vì cứ về nhà là mở cái điện thoại lên. Anh em cần phải ngắt tất cả mọi nguồn nào khiến cho anh em phạm tội, phải ngắt, phải ngắt đi. Chúng ta không thể nào mà cứ sống chung với tội lỗi và nói rằng là tại sao Chúa không cứu giúp mình, đúng không? Nếu anh em nghiện chơi game mà những cái bạo lực đó nó bước vào đời sống mình, nó làm cho tâm trí mình bị điên đảo, thì anh em hãy tắt nó đi. Đó là hành động của sự ăn năn. Và nhiều điều sống, đời sống khác nữa, đúng không? Trong làm ăn, trong công việc, trong gia đình, tất cả mọi thứ, chỉnh sửa lối sống của mình cho phù hợp với lời Chúa. Anh chị em ơi, khi mình làm điều đó, mình loại bỏ những vấp phạm, mình loại bỏ những điều không đẹp lòng Chúa, thì tôi nói anh chị em nghe nè, bệnh tật nó phải rời khỏi thân thể anh em, ma quỷ nó phải đi ra khỏi đời sống anh chị em. Vì nó không có chỗ nào bám hết, và nó cũng không có thức ăn để nó ăn trong đời sống anh chị em. Anh chị em nghe bài giảng là bỏ đói Satan chưa? Giống như cô gì nói, nó không cho nó liếm một hộp cơm nào, liếm cũng không có. Thì khi Satan đói, ma quỷ đói, thì chắc chắn nó không thể nào nó thích ở với đời sống anh em. Nó chỉ thích ở với những người ghi mài trong tội lỗi thôi. Cho nên buổi sáng hôm nay anh chị em đến đây với những nan đề, với những bệnh tật, với những cái yếu đuối, với những điều này điều kia, thì lời tôi kêu gọi là chúng ta không chỉ cầu nguyện không, cầu nguyện miết. Tôi nhớ là wow, cầu nguyện từ mấy năm nay rồi vẫn chưa hết nhu cầu càng ngày lại càng nhiều hơn nữa chứ, không ạ? Chúng ta phải có một giải pháp cho điều này, phải có một giải pháp. Và giải pháp đó chúng ta học nơi Chúa Giê-xu, nơi mà Giăng Báp-tít đã nói. Giải pháp đó luôn luôn ông nói rằng hãy ăn năn đi vì nước trời đã đến gần. Hãy ăn năn đi và tin vì nước trời đã đến gần. Đôi khi hôm nay chúng ta chỉ tin thôi, không có ăn năn, không ạ? Chúng ta lên đây chúng ta cầu nguyện xong, về nhà chúng ta sống y như cũ. Về nhà chúng ta vẫn nóng giận, vẫn đánh đập, vẫn giận hờn, vẫn nói tục, nói tiểu, vẫn nói những lời cay đắng, không ạ? Vẫn đi tăng 2, tăng 3, tăng 4, thì làm sao mà đời sống mình được biến đổi được? Chúng ta cần phải kính sợ Chúa mà lánh xa điều ác, thưa ông bà anh chị em. Kính sợ Chúa mà lánh xa điều ác, đó là cách để cho những nan đề trong đời sống của mình được phục hồi, và rồi từ mình tót ra sự sáng để biến đổi gia đình mình, con cái mình, đủ thứ kiểu hết. Phần lớn đó, con cái hư hỏng đó, anh chị em ha, các bậc phụ huynh ở đây đừng có giận hờn tôi. Phần lớn con cái hư hỏng á, là do tấm gương của cha mẹ. Phần lớn á, nó nhìn vào cha mẹ, nó nhìn vào cách ba nó đối xử với mẹ nó đối xử với ba nó. Nó nhìn vào cách ba nó sống, mẹ nó sống, và nó cũng y xì.
Cho nên khi anh em muốn con mình tốt á, mình phải tốt trước, mình phải làm gương trước. Đó là cách thôi, rất là đơn giản, nhưng mà rất là nhiều người không có chịu cái điều này. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi kêu gọi điều đó. Và ăn năn đi, nắm lấy sự sống, phải không ạ? Nắm lấy sự sống, đừng bao giờ để cho quá khứ của mình hay là bất cứ điều gì trong đời sống của mình làm bức tường cản mình với Đức Chúa Trời. Bất cứ một điều gì đó mà mình đặt giữa mình với Đức Chúa Trời, mình còn bám víu nó, nắm lấy nó, anh em biết anh em phạm tội gì không? Thật sự đó là thờ hình tượng. Thờ hình tượng. Anh em đặt sự cay đắng ở giữa, anh em đang thờ sự cay đắng. Anh em đặt sự mất mát đau buồn trong quá khứ ở giữa, anh em đang thờ phượng sống với quá khứ. Chúa nói rằng này mọi sự cũ đã qua, à mà, nay mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta hãy quên đi và sống với những điều mà Chúa ban cho mình. Đó là cách để chúng ta được chữa lành, được giải phóng, được nâng đỡ. Chìa khóa vẫn là sự tra xét ăn năn. Khi anh em tra xét ăn năn, mà quỳ nó đây. Ví dụ nha, tôi ví dụ dễ hiểu. Bây giờ mình sẽ cầu nguyện, mình thực hành. Rất dễ hiểu thôi. Ví dụ như anh em bị một cái tội nào đó nó đè nén mình. Ví dụ như là nóng giận, hay là nghiện những cái điều không đẹp lòng Chúa. Anh em hãy biết đằng sau những thứ đó là có một quyền lực, một quyền lực vô hình. Nó thúc đẩy những thứ, ví dụ như nóng giận, thúc đẩy những thứ như là nghiện ma túy đá, nghiện phim khiêu dâm vân vân, nó thúc đẩy cho mình, bắt mình làm. Nó ở trong mình á, thì mình cố gắng để chữa cái triệu chứng. Thường con người mình hay cố gắng để chữa cái triệu chứng. Nhưng mà được 5 phút, được 10 phút, hoặc được nửa tiếng, được 1 tiếng, hoặc được 1 ngày, tự nhiên thấy xuất hiện. Thấy những cái thứ đó nó lại xuất hiện thúc đẩy, và mình bắt đầu tiếp tục chữa triệu chứng. Và hết lần này đến lần khác, khiến cho con người mình mỏi mệt vì những cái tính xấu của mình, không thể bỏ được. Nhưng chúng ta hãy thay đổi chiến thuật. Hôm nay mình phải thay đổi chiến thuật. Mình phải hiểu rằng đằng sau của mọi điều ác trên đời này luôn có bàn tay của Satan nhúng vô. Và mình phải đứng lên và mình nói: Chúa, hôm nay con quyết định ăn năn. Huyết Chúa tha thứ cho con. Nhưng đừng dừng lại ngay ở đó nha. Hãy nói tiếp. Bây giờ nhân danh Chúa Giêsu, ta lệnh cho con quỷ đang hành động trong mắt của ta, hành động trong tay của ta, hành động trong tay, trong chân của ta, hành động trong cái cơ quan khiến cho ta phạm tội đó, bây giờ ta không chào đón mày nữa. Ta ra lệnh cho mày phải rơi khỏi cơ thể ta một lần và vĩnh viễn. Mình phải nói với lòng tự tin xác quyết. Sau khi mình đã ăn năn, sau khi mình đã sửa đời sống của mình, và mình lấy uy quyền mình nói điều đó, con quỷ nó phải thoát đi. Anh em tưởng tượng à, một con mắt mà thích xem những cái điều bậy bạ là có con quỷ nó đeo ở đây. Một cái lỗ tai mà thích nghe những cái thứ gọi là rầu rĩ bậy bạ tiêu cực, có con quỷ đeo ở đây. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi học ở bên Nga, có một sư kia, ông làm chứng. Ông là thầy giáo nhưng mà ông làm chứng cuộc đời của ông. Ông nói tôi là mục sư, nhưng mà đang khi tôi làm mục sư thì về nhà tôi vẫn xem những báo Playboy. Anh em biết báo đó không ạ? Tức là tạp chí khiêu dâm đó, toàn là những hình ảnh phụ nữ đó. Mà ông nói là nhà của tôi là mục sư nhưng mà nhà của tôi đầy những cái thứ đó. Tín đồ đến là tôi không bao giờ cho vào phòng tôi. Tôi giấu những thứ đó, tôi sống với những thứ đó. Bao nhiêu lần tôi nói với Chúa tôi sẽ bỏ, nhưng mà tôi không thể rứt ra được. Không thể. Cho đến một ngày tôi mời một vị diễn giả có ơn Chúa đến hội thánh tôi giảng. Tôi ngồi ở dưới đây, tôi nghe. Và khi mà vị diễn giả này giảng á, thì ông được cảm động cầu nguyện cho vị mục sư đó. Cái vị diễn giả này không có biết gì nha, hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà mời ông mục sư kia đứng lên và bắt đầu nói là tôi muốn cầu nguyện cho anh. Thì anh em biết điều gì không? Khi vừa mới cầu nguyện thì mắt của vị diễn giả được mở ra và thấy trên vai của ông mục sư này hai con quỷ nó ngồi ở đây. Hai con quỷ ghê gớm, hình thù ghê gớm, dâm uế ô uế trị lạc, nó ngồi trên vai này.
Và trong danh của Chúa Giêsu, vị diễn giả này nói: ta lệnh cho mày phải rơi khỏi đầy tớ của Đức Chúa Trời. Lập tức nó bay một cái vèo, ông kia ngã xuống một cái. Và ông làm chứng lại là từ ngày cầu nguyện đó, ông ấy hoàn toàn được thoát khỏi cái chứng đam mê xem tạp chí khiêu dâm. Anh chị em thấy không ạ? Hoàn toàn thoát khỏi. Cho nên đừng nghĩ rằng mình là người phục vụ Chúa là ma quỷ nó không đến, hoặc là mình là người làm điều nọ điều kia có nghĩa là ma quỷ nó sẽ loại trừ mình. Không đâu, nó tấn công tất cả mọi người. Miễn là bây giờ tất cả chúng ta phải thành thật với chính mình trước Chúa: Chúa ơi, con có điều này điều này, con không thể nào được tự do khỏi sức của mình. Khi anh em nỗ lực mà không thể tự do thì tôi nói rằng quyền lực đang ở đó. Anh em phải lấy danh của Chúa và dưới sự hiện diện của Chúa, bọn đó nó phải rời đi. Chỉ có điều là miệng anh chị em phải nói ra: ta không chào đón mày nữa. Vị mục sư cứ nói ta không chào đón mày nữa, mày phải rời đi. Và ông làm chứng rằng từ ngày ông cầu nguyện như vậy, ông được tự do như vậy, và ông đã hoàn toàn sống một đời bình an. Anh chị em ơi, tôi lấy thông điệp này để nói với tất cả mọi anh chị em đến đây với những cái vấn đề trong đời sống của mình, đủ kiểu hết. Gia đình có, bệnh tật có, tài chánh có, nợ nần có, xung đột có, oan ức có, ung thư cũng có, buồn khổ điều này điều kia, ôi xa đủ các kiểu ở đây. Nhưng tôi muốn tóm lại một điều rằng căn nguyên của điều ác trên thế giới này là Satan. Dù nó trực tiếp hay gián tiếp gì đi chăng nữa, nó vẫn có bàn tay của nó trên những nan đề của anh chị em. Em phải lấy danh Chúa mà trừ nó đi, được không ạ? Không ạ, lấy danh Chúa mà trừ nó đi. Khi anh em đã đuổi nó đi rồi thì anh em sẽ thấy bệnh tật mình được cải thiện, những cái vấn đề của mình bắt đầu được cải thiện. Rất là đơn giản, trong lúc mình cầu nguyện, tôi tin rằng lúc mình cầu nguyện, anh em ở dưới sẽ được chữa lành. Những cái nan đề mà anh em khó khăn nói ra miệng đó sẽ được tự nhiên giải thoát đi. Em thấy một cái gì đó nó phóng ra khỏi người mình, thoát đi, hãy biết đó là sự tự do. Ok chưa? Cho nên ngay giờ này anh chị em những anh chị em tất cả hội thánh cùng cầu nguyện, nhưng mà đặc biệt những anh chị em thấy rằng đời sống mình có sự giới hạn, thì hãy nghe lời tôi đã trình bày trước đây. Anh em đồng ý chúng ta dành thêm 15-20 phút nữa để cầu nguyện không? Chúng ta mời hội thánh đồng đứng nha. Một lần nữa chúng ta đồng đứng nè, chúng ta cầu nguyện nè. Dạ. Bây giờ tôi muốn cả hội thánh, đặc biệt là những anh chị em thấy rằng đời sống mình có giới hạn, có nan đề, có bệnh tật, có tội lỗi, có điều này điều kia, anh chị em ơi, hãy đến với Chúa. Ngồi cũng được, cái những người nào mà đau yếu thì cứ ngồi không sao đâu. Hãy đến với Chúa đi anh chị em, với một thái độ thành khẩn ăn năn. Tôi xin thưa với anh chị em rằng sự ăn năn thu hút sự hiện diện của Đức Thánh Linh trên đời sống của mình. Sự ăn năn khiến cho Đức Chúa Giêsu đến thăm viếng anh em một cách trực tiếp ở trong Thánh Linh của Ngài. Sự ăn năn thống hối và thái độ hạ mình đó khiến cho đời sống của mình có cơ hội được tự do lớn hơn bao giờ hết. Hội thánh ơi, hãy đến trước mặt Ngài. Tôi kêu gọi tất cả ông bà anh chị em, nam nữ lớn bé, nếu mình có những vấn đề giới hạn trong đời sống mình, hãy thưa với Chúa: Chúa ơi, con thành khẩn ăn năn. Hãy nói cụ thể những điều mình đang vướng víu anh chị em ha. Hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con đã không tha thứ cho người này, con đã giữ sự cay đắng trong lòng, con đã xúc phạm chồng vợ con cái của con đã xúc phạm mục sư truyền đạo anh chị em của con đã xúc phạm người này người kia, lòng của con bị trói buộc. Chúa, xin Chúa giúp con thoát ra. Chúa ơi, con đã từng đi thờ cúng, con đã từng đi cầu hỏi tà thần, con đã từng đi lên đồng, lên bóng, cầu hỏi ma quỷ cho chuyện làm ăn của con, cho chuyện vợ chồng cưới xin của con cái con, cho chuyện gia đình, gia đạo của con. Đó là tội gớm ghiếc trước mặt Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con vì sự ngu dại của con. Chúa, hãy ăn năn anh chị em, hãy nói rõ trước mặt Đức Chúa Trời những hành động của mình, dù là 10 năm trước, 20 năm trước, nhưng Satan không bao giờ nó quên một chấm một nét nào những điều gì mà anh chị em làm ở trước mặt Đức Chúa Trời, ở trước mặt nó không có quên đâu anh chị em. Chúng ta phải ăn năn nào, ăn năn nào. Hãy thưa với Chúa những điều đó nào. Tôi nói anh chị em, bệnh tật đến từ đâu nào, sự trói buộc đến từ đâu, sự giới hạn đến từ đâu, sự kìm hãm đến từ đâu, sự thất bại, đau buồn, khổ sở đến từ đâu. Tất cả qua một cái cửa duy nhất thôi, đó là tội lỗi thôi anh chị em, không có gì khác đâu. Hãy thưa với Chúa đi anh chị em, thưa với Chúa nào. Ô Chúa ơi, Chúa ơi, con biết khi dân sự Ngài hạ lòng ăn năn thì Ngài nói rằng nếu họ bỏ con đường tà
thì Chúa trên trời sẽ dụ nghe, Chúa trên trời sẽ chữa lành đất này, Chúa trên trời sẽ phục hồi họ. Đây là lời hứa của Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Ô hallelujah. Ô sự ăn năn thu hút sự hiện diện của Đức Thánh Linh, sự ăn năn thu hút sự chú ý và lòng thương xót của Chúa Giêsu. Anh chị em ơi, tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Tôi dành thời giờ cho anh chị em. Thậm chí anh chị em cần phải ăn năn cho tội lỗi của tổ phụ mình nữa anh chị em. Ăn năn cho cha cha mẹ của mình, ăn năn cho ông bà chú bác nội ngoại đôi bên nữa, vì họ đâu có biết Chúa đâu. Chúng ta cần ăn năn, đó là hành động cầu thay. Ăn năn thay, xin lòng thương xót của Chúa thay, và Chúa sẽ thương xót gia đạo của mình, thương xót ông bà mình, cha mẹ mình, anh chị em mình, và Ngài thương xót đã cứu rỗi linh hồn mình giờ này, giải phóng mình khỏi bệnh tật giờ này, giải phóng mình khỏi những cơm cơm xiềng xích của tội lỗi giờ này. Tôi nói rằng hội thánh của Chúa hôm nay là hội thánh có cơ hội để được tẩy sạch nào, tẩy sạch nào. Đừng để quá khứ, đừng để một sự đau buồn nào, đừng để bất kỳ một điều gì cản trở anh em buổi sáng hôm nay. Tôi nói rằng hãy nói hết ra, nói hết ra. Anh em không hài lòng với chồng với vợ hãy nói ra, không hài lòng với cha mẹ chồng cha mẹ vợ hãy nói ra, không hài lòng với đồng nghiệp hãy nói ra. Chúa ơi, tha thứ cho tấm lòng nhỏ nhen của con, tha thứ cho tấm lòng không giống Chúa của con, hãy tẩy sạch con bằng huyết Chúa. Nói đến cha em trong danh Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, con đã từng tham lam, con đã từng gian dối, con đã từng lừa dối, con đã từng sống không thành thật. Chúa ơi, tha thứ cho con. Tài chánh của con đổ bể bây giờ là bởi vì con làm ăn không chân chính trước mặt Ngài. Chúa ơi, Ngài biết mọi điều. Hãy tha thứ cho những sự ngu dại của con, hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của con. Anh em hãy nói đi ạ. Rất thành thật trước mặt Ngài. Chúa ơi, con quyết định sửa đổi hôm nay, con quyết định thay đổi đường lối của con hôm nay, con quyết định kính sợ Ngài để sống trong lễ đạo của Ngài hôm nay. Lạy Chúa, anh em hãy cầu nguyện ra trong danh Giêsu quyền năng, trong danh Giêsu quyền năng, trong danh Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô, tôi kêu sự thương xót của Đức Chúa Trời đến giờ này. Tôi kêu sự thương xót của Chúa Giêsu đến trên hội chúng giờ này. Tôi kêu sự thương xót của Chúa Giêsu đến trên hội chúng giờ này. Và tôi kêu quyền năng của sự chữa lành đến trên hội chúng giờ này. Tôi đặt quyền năng của sự giải cứu đến trên mỗi một anh chị em đang đứng đây giờ này. Nhân danh của Chúa Giêsu, nhân danh của Chúa Giêsu, nhân danh của Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho tất cả những con quỷ nào đang hành động trong mắt, trong miệng, trong tai, đang hành động trong tài chánh, trong gia đình, đang hành động trên cuộc đời của những anh chị em đang đứng ở nơi này, đủ rồi Satan, thời gian của mày đã chấm dứt rồi Satan, tất cả mày đã hết hạn rồi Satan, ta ra lệnh mày rời đi giờ này, ta ra lệnh mày rời đi giờ này. Bởi quyền năng Chúa Giêsu, hãy rời đi giờ này. Mọi con quỷ phải rời đi giờ này. Mọi tà linh phải rời đi giờ này. Mọi quyền lực tối tăm phải đi giờ này. Mọi điều hành hạ trong quá khứ phải đi giờ này. Mọi linh cay đắng phải đi giờ này. Mọi linh tổn thương phải đi giờ này. Mọi linh tà thuật phải đi giờ này. Mọi linh đói nghèo giới hạn phải đi giờ này. Mọi tà linh bệnh tật phải đi giờ này. Những tà linh ác mộng phải đi giờ này. Tà linh có sự rủa xả tổ tông phải đi giờ này. Tà linh có sự nghiện ngập phải đi giờ này. Tà linh có sự dâm ô phải đi giờ này. Đi ra, đi ra, đi ra. Out, 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 out. Holy Ghost fire. Anh em hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cầu nguyện mọi người. Hãy đá Satan ra khỏi cuộc đời của mình. Anh em hãy nói rằng ta không chấp nhận mày, ta không chào đón mày, ta không chấp nhận mày, ta không chào đón mày. Hãy rời đi, rời đi. Linh bệnh tật hãy đi, linh ô uế hãy đi, linh tà thuật hãy đi, linh rủa xả hãy đi, linh nghèo đói giới hạn hãy đi, những tà linh đang trói buộc giới hạn đời sống ta hãy đi. Đi, 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 đi. Tất cả hãy rời, rời. Tà linh ruồng bỏ hãy đi, tà linh nóng giận hãy đi. Tất cả mọi quyền lực hãy đi. Rồi, rồi, rồi. Holy Ghost fire. 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 Lửa, 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 lửa thánh linh, 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 lửa thánh linh. Holy Ghost fire. Lửa thánh linh, nửa đêm cho em, nửa đi, nửa đi. Tôi nói anh chị em phải xử lý tận gốc rễ vấn đề của mình. Xử lý tận gốc rễ vấn đề của mình. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng.
Tiếp tục đi nào. Ta ra lệnh tất cả những quyền lực của Satan đang hành động trong mắt, trong tai, trong tay chân, trong tâm trí, trong tấm lòng, trong thân thể của những người đang đứng ở phía dưới này. Ta ra lệnh mày Satan hãy rời đi. Rời. Trong danh Chúa Giêsu. Tôi đang cảm nhận có một áp lực ở đây. Có một cuộc chiến đang xảy ra ở đây. Anh chị em ơi, hãy đầu phục Đức Chúa Trời chống trả ma quỷ giờ này. Nó sẽ rơi khỏi đời sống anh em một lần và vĩnh viễn. Bất cứ cuộc chiến nào cũng phải có nỗ lực hết á. Kể cả cuộc chiến tâm linh, chúng ta nỗ lực bởi đức tin. Chúng ta nỗ lực bởi vì chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Tôi nhắc lại một lần nữa. Anh chị em nếu không có những vấn đề của đời sống mình thì anh chị em không tìm kiếm quyền năng của Đức Chúa Trời. Anh chị em đang có những vấn đề cần phải được giải quyết. Tôi đứng đây nói là để giúp đỡ những năng đề của anh chị em thôi. Anh chị em cần phải trình điều đó ra và hết cả linh hồn giờ này phục Đức Chúa Trời, chống trả lại Satan. Nói như tiên tri TV Joshua nói, đằng sau mọi điều ác đều có bàn tay của Satan. Và chúng ta có danh của Chúa Giêsu để xử lý nó hôm nay dứt điểm. Tôi công bố giải phóng bầu không khí tại nơi này. Trong danh Giêsu, Chúa Giêsu làm Chúa ở nơi đây. Thánh Linh làm Chúa ở nơi đây. Mọi quyền lực của Satan phải rời đi. Ta ra lệnh phải rời đi. Mọi quyền lực phải rời đi. Quyền lực đói nghèo phải rời đi. Quyền lực bệnh tật phải rời đi. Quyền lực của sự tổn thương cay đắng phải rời đi. Quyền lực của sự đau khổ trong quá khứ phải rời đi. Quyền lực của sự xung đột phải rời đi. Tất cả lời nguyền, lời rủa xả của tà thuật bùa chú phải rời đi. Tôi bẻ gãy quyền lực của tất cả lời rủa xả nơi này. Con cái Chúa phải được tự do. Tự do. Tôi đặt một thân chữa lành trên anh em giờ này. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. Bây giờ tất cả những ai đau yếu bệnh tật trong thân thể đặt tay vào chỗ đau của mình. Tôi nói anh chị em, phép lạ bắt đầu xảy ra giờ này. Khi con quỷ nó rời đi, Sự chữa lành là tất nhiên. Có hào, đặt tay vào. Rồi nhắm mắt lại anh chị em. Đặt tay nhắm mắt lại. Anh em đừng có để ý điều gì khác. Tâm trí anh em hãy tập trung vào Chúa và tập trung vào cái sự chuyển động trong chỗ đau của mình nha. Dù anh em đau ở chân, đau ở gan, đau ở thận, đau ở khớp xương, anh em hãy thấy bắt đầu Chúa làm gì đó trên thân thể của mình và hãy tôn vinh Chúa với đầy dẫy đức tin. Anh em đau đầu đặt tay lên đầu, đau mắt đặt tay bằng mắt, bắt đầu tôi cầu nguyện. Anh em trên mạng cũng vậy. Rồi nhắm mắt lại, đừng có quấy rối trật tự lúc này. Im lặng, hướng lòng về Chúa, tập trung vào thân thể bệnh tật của mình. Tôi cầu nguyện nha. Chúa Thánh Linh ơi, con biết Ngài đang hiện diện ở đây và Ngài có quyền năng để chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh hãy đến trên từng thân thể đang đứng ở đây. Ô Đức Thánh Linh ơi, Ngài đến và Ngài khai phóng năng quyền vào chỗ đau của anh chị em con. Đến Chúa, đến giờ này, đến trên đầu của họ Chúa, đến trên chân của họ Chúa, đến trên khớp gối của họ, đến trên gan, trên thận, trên bao tử, trên tim mạch của họ, đến trên hệ thống xoang, hệ thống tuần hoàn hô hấp của họ. Thánh Linh ơi, hãy đến. Tôi khai phóng trong danh Chúa Giêsu quyền năng của sự chữa lành trên thân thể anh chị em giờ này. Hãy nhận sự chữa lành, phục hồi. Mắt phải được phục hồi, tai điếc phải được phục hồi, mắt mờ phải được phục hồi, tim mạch hư phải được phục hồi, thận hư phải được phục hồi, gan hư phải được phục hồi, bao tử hư phải được phục hồi, xương khớp hư phải được phục hồi, toàn bộ hệ thống nội tạng của anh chị em nơi nào hư tổn được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Nhận, đón nhận. Có một sự chuyển động trong thân thể của anh chị em. Một sự chuyển động trong thân thể anh chị em. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Chúa.
một sự tươi mới thêm sức trên thân thể mọi người đang đau yếu ở nơi này. Hãy lành đi trong danh Giêsu, trong danh Giêsu, ta ra lệnh hãy lành, ta ra lệnh những cái vết sụn ở trong xương phải được phục hồi, ta ra lệnh cho màng nhầy ở những khớp xương bị khô phải được phục hồi, ta ra lệnh cho những năng thận bị hư không lọc được máu phải được phục hồi, ta ra lệnh cho chức năng gan phải được phục hồi, ta ra lệnh cho chức năng của bao tử phải được phục hồi, ta ra lệnh cho máu phải lưu thông và sạch ở trong cơ thể của họ giờ này, ta ra lệnh cho tim phải được phục hồi, ta ra lệnh cho hệ thống thần kinh phải được phục hồi, ta ra lệnh cho mọi mạch máu ở trên thần kinh phải được phục hồi, ta ra lệnh cho tất cả những gì gây lên đau đầu, tiền đình đau nửa đau phải được biến mất giờ này, ta ra lệnh cho tất cả những chứng đau và bị viêm nhiễm theo mùa phải được tiêu hủy đi giờ này, ta ra lệnh cho những chứng đau tai mũi họng viêm xoang phải được chữa lành giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy lành đi, lành, lành. Ta ra lệnh cho bệnh tiểu đường phải biến mất đi. Ta ra lệnh cho bệnh cao huyết áp phải biến mất đi. Ta ra lệnh cho tất cả mọi thứ gì gây hại cho những thân thể các thánh đồ ở đây phải rời đi. Rời, rời, vĩnh viễn rời trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Anh em hãy bắt đầu cảm nhận sự chuyển động trong thân thể của mình. Một sự chuyển động từ trước đến nay chưa bao giờ cảm nhận được. Có thể bao tử ruột anh em bắt đầu sôi lên, không ạ, gan anh em cho nóng lên ngay chỗ đó, xương khớp anh em bắt đầu chuyển động, mắt đầu tự nhiên nó nhẹ đi, tất cả mọi thứ đó. Nếu anh em nhận dấu hiệu đó, hãy cảm tạ Chúa, hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con nhận sự chữa lành, con cảm ơn Ngài Chúa ơi, vì Ngài đến chữa lành con, giải phóng con ngợi khen Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều, ngợi khen Chúa thật nhiều vì những điều đó anh chị em. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Wow, Chúa đang chữa lành đau vai gáy được chữa lành, thoát vị đĩa đệm được chữa lành. Wow, chân đứng lên ngồi xuống khó được chữa lành, tê tay tê chân được chữa lành. Tất cả mọi vấn đề đã phải rời khỏi những thân thể anh chị em. Cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Và bây giờ điều vô cùng quan trọng mà tôi muốn nói với anh chị em, anh chị em phải được tái đổ đầy thần linh của Đức Chúa Trời. Roma chương 8 câu 11 chép rằng: và nếu thánh linh của Đấng khiến cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì chắc chắn Ngài sẽ làm cho sống lại thân thể hay chết của anh em. Cái thân thể mòn mỏi của anh em được phục hồi nhờ đâu? Nhờ thánh linh sự sống. Nào, hãy sẵn sàng đón nhận sự tái đổ đầy của thánh linh Chúa nha. Cảm ơn Ngài Chúa. Bây giờ con cầu nguyện. Cha ơi, Ngài yêu dân sự của Ngài. Và Ngài hứa trong Luca chương 11 rằng: lẽ nào Cha không ban thánh linh cho ai cầu xin Ngài? Wow, con đang thấy Ngài sẵn lòng tái đổ đầy thánh linh cho dân sự của Chúa mỗi buổi nhóm. Con thật vui mừng được đứng ở đây cầu nguyện cho tất cả các ông bà anh chị em con. Đức Chúa Trời ơi, thánh linh ơi, hãy đến giờ này một cách đầy dẫy trên anh chị em con. Đến, đến, đổ đầy đến cho em. Nhận, tất cả được đầy. Wow, tôi đang thấy nước đang rót xuống. Nước đang rót xuống. Nước đang rót xuống. Nước đang rót xuống. Đổ đầy. Từng chiếc bình này được đổ đầy. Tràn ngập đi. Tràn ngập đi. Tràn ngập đi. Tràn ngập đi. Tràn nữa. 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 Tôi đang thấy nước đang rót xuống. Nước. 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 Rất nhiều vòi nước đang rót xuống. Không phải một vòi. Rất nhiều vòi nước đang rót xuống. Đổ đầy. Đầy. Đổ đầy. Nhất định phải đầy. Đầy. Rất nhiều vòi nước. Tôi nhìn thấy hàng trăm vòi nước đang trút xuống. Và hình ảnh nước đang chảy xuống trên hội chúng của Ngài. Đó là linh của sự sống. Linh của sự sống. Linh sự sống, hãy mở miệng mình ra và nói: Chúa ơi, con nhận. Chúa ơi, con nhận. Con đang đầy thánh linh. Con đầy thánh linh. Con đầy thánh linh. Con đang nhận, đang nhận, đang nhận, đang nhận, đang nhận, đang nhận, đang nhận. Oh, hallelujah. 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 Wow. Sự sống Ngài hãy tuôn tràn trên mỗi dân sự của Ngài.
tuôn tràn linh của an ủi đến trên anh em, linh của mặc khải đến trên anh em, linh của tiên tri đến trên anh em, linh của giáo sư đến trên anh em, linh sự sống đến trên anh em, linh của sự thông sáng đến trên anh em, linh của tri thức đến trên anh em, linh của mạnh sức đến trên anh em, linh kính sợ Đức Chúa Trời đến trên anh em, bảy vị thần của Đức Giê-hô-va đến trên anh em. Đổ đây trang trên dân sự của Ngài. Con cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Wow, hallelujah. Anh em biết không, khi linh sự sống đến, phép lạ bắt đầu xảy ra. Khi linh sự sống đến, phép lạ bắt đầu xảy ra, sự tự do bắt đầu xảy ra, sự giải phóng bắt đầu xảy ra, ô sự khích lệ bắt đầu xảy ra, sự nâng đỡ bắt đầu xảy ra. Tôi nói trong danh Chúa Giêsu quyền năng, anh em không còn như cũ nữa. Con cảm ơn Ngài, Chúa ơi. Con ngợi khen danh của Ngài, ngợi khen danh của Ngài, ngợi khen danh của Ngài, ngợi khen danh của Ngài. Lạy Chúa, con khao khát. Lạy Chúa, con khao khát Ngài bằng hết cả tháng này. Giê-xu ơi, xin Ngài nhận lấy, xin ban cho con Thánh Linh Ngài, xin ban cho con Thần của Chúa, xin ban cho con Thánh Linh Ngài. Xin nhớ đây, Chúa ơi, con cầu xin. Lạy Chúa, con khao khát Ngài bằng trái tim chân thành, để con đây dâng trọn lên Ngài. Lạy Chúa, con khao khát Ngài bằng hết cả thân này. Giê-xu ơi, xin Ngài nhận lấy. Hallelujah. Xin ban cho con Thánh Linh Ngài, xin ban cho con Thần của Chúa, xin ban cho con Thánh Linh Ngài. Xin đổ đầy, Chúa ơi, con cầu xin. Alleluia. Xin ban cho con, xin ban cho con Thánh Linh Ngài, xin ban cho con Thần của Chúa, xin ban cho con Thánh Linh Ngài. Xin đổ đầy, Chúa ơi, con cầu xin. Xin ban cho con, xin ban cho con Thánh Linh Ngài, xin ban cho con Thần của Chúa, xin ban cho con Thánh Linh Ngài. Xin đổ đầy, Chúa ơi, con cầu xin. Xin đổ đầy, xin đổ đầy, Chúa ơi, con cầu xin. Xin đổ đầy, xin đổ đầy, Chúa ơi, con cầu xin. Chúa ơi, hãy thăm viếng hội thánh Ngài, tiếp tục bày tỏ Ngài cho hội thánh Ngài. Con tạ ơn Ngài, Chúa.
Giờ này tôi sẽ nói cho anh chị em nghe một lời của Chúa. Cho tôi thấy hình ảnh của người. Không biết là có đứng trong hội trường này không. Cái người đó có cái hình xăm đằng sau lưng. Có một cái hình xăm đằng sau lưng. Không ai thấy hết đó. Không ạ, nhưng Chúa thấy. Và bởi cái hình xăm này, người đó rất là nóng tính và thích tốc độ. Tôi thấy hình ảnh đó, người đó ngồi trên mô tô và phi với tốc độ cực kỳ nhanh. Và Chúa muốn giải phóng người đó buổi sáng hôm nay. Có thể người đó đang nghe trên live stream, hoặc đang đứng trong hội trường này. Tôi nhân danh Chúa Giêsu, tôi hủy phá quyền lực của hình xăm đó ngay bây giờ. Tôi công bố sự tự do cho con người này. Tất cả những quyền lực của Satan phải rời khỏi hình xăm đó giờ này. Đi ra khỏi họ. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng hãy tự do. Tự do. Tự do. Khi tôi nói xong điều này thì hình ảnh đó biến mất. Cảm ơn Chúa. Tự do hoàn toàn. Cảm ơn Ngài Chúa. Hallelujah. Ôi khen Chúa. Ôi khen Chúa. Đức Thánh Linh ơi, hãy đến và tiếp tục khải thị cho con cái của Ngài. Hãy đến và nói cho con cái của Ngài biết. Chúa ơi, họ phải đi đâu, họ phải làm gì, họ phải quyết định như thế nào. Chúa Thánh Linh ơi, con tin Ngài là thần chân lý được gọi đến. Không có Ngài, chúng con không biết lối đi. Một lần nữa, Thánh Linh yêu quý, hãy rải ơn của Ngài trên dân sự của Chúa. Tôi cầu nguyện cho anh chị em được ơn của Chúa. Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhất chương 12 chép rằng Ngài ban ơn cho mỗi một người theo lợi ích chung. Anh chị em chắc chắn phải nhận được ơn của Đức Thánh Linh. Người có lời tri thức, người có lời khôn ngoan, người có ơn phân biệt các linh, người có ơn tiên tri, người có ơn mặc khải, người có ơn làm đức tin, người có ơn làm phép lạ, người có ơn chữa bệnh, người có ơn nói tiếng lạ và thông giải tiếng lạ. Đức Chúa Trời ơi, ngay bây giờ Ngài biết lòng người. Con cầu nguyện Chúa. Con cầu nguyện căn cứ theo lời của Ngài trong Ê-phê-sô chương 4. Ngài lên các nơi cao và Ngài rải ơn của Ngài xuống. Anh chị em hãy đưa tay với một hành động đức tin để đón nhận giờ này. Đón nhận giờ này. Nếu chúng ta không cầu nguyện thì làm sao mà chúng ta lại có được, phải không chị em? Mọi điều mình có là bởi cầu xin. Ngài là nguồn mọi ơn. Chúa ơi, đây là những cánh tay khao khát ơn của Ngài. Chúa ơi, hãy rải ơn Ngài xuống trên dân sự của Ngài. Đón nhận anh chị em. Tôi khai phóng ra. Tôi đón nhận. Đón nhận, tôi nói lời tiên tri ở đây. Ơn tri thức phải rải đầy hội thánh Ngài. Ơn khôn ngoan phải rải đầy hội thánh Ngài. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ơn phân biệt các linh hãy rải đầy hội thánh Ngài. Hãy đón nhận trong danh Giêsu quyền năng. Ơn chữa bệnh phải rải đầy hội thánh Ngài. Đón nhận trong danh Giêsu quyền năng. Ơn làm phép lạ phải có trong hội thánh Ngài. Đón nhận trong danh Giêsu quyền năng. Ơn nói tiên tri, thông giải tiếng lạ, nói tiếng lạ phải có trong hội thánh Ngài. Hãy nhận, hãy nhận, hãy nhận, hãy nhận. Ơn đức tin hãy nhận. Hãy nhận, hãy nhận, hãy nhận, hãy nhận, hãy nhận, hãy nhận. Mọi người nhận nè, nhận nè, nhận nè, nhận nè, nhận nè. Nữa, nữa, nữa. Thân của Ngài đang ở đây. Thánh Linh Ngài đang ở đây. Hãy bởi đức tin lên trên. Bởi đức tin, bởi đức tin, bởi đức tin, bởi đức tin. Nhận nào, receive it, receive it, receive it. Đón nhận nào, đón nhận nào, nhận nào. Chúa ơi, hãy làm đây hội thánh ngày ôm của Ngài. Hãy làm đây dân sự ngày ơn của Ngài. Con cầu xin Chúa ơi, đây là sức mạnh của hội thánh Ngài. Đây là sức mạnh quyền năng của hội thánh Ngài. Rải ra đây. Đây, 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 đây. Không nói sự sức dâu này phải tuôn nổ trên dân sự Ngài. Không thiếu một ơn nào. Như hội thánh Cô-rinh-tô Chúa ơi, họ không thiếu một ơn nào. Khiến cho danh của Ngài được đồn ra khắp đất này. Khiến danh Ngài được tôn trọng khắp đất này. Chúa ơi, không phải chỉ một vài người được ơn Chúa ơi, mà toàn bộ dân Đức Chúa Trời được ơn. Amen. Ôi Chúa ơi, con ước ao điều này. Cha ơi, Cha ơi, trong danh Giêsu quyền năng, đổ đầy sức dầu, sức dầu, sức dầu,
con nói thêm được sức dầu mới trong buổi sáng này. Con nói lời tiên tri rằng dầu sẽ đổ xuống cho anh em giờ này. Đổ xuống, dân sự của Ngài. Đổ xuống, đổ xuống, đổ xuống, dân sự của Ngài. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. 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 Chúng ta hát bài Come Holy Spirit. Bài tiếng Anh nó là như thế đấy. Hãy là hãy thờ phượng Ngài anh chị em. Hãy kiên nhẫn một chút thờ phượng Ngài. Anh em đang nhận ơn của Ngài, hãy quên mọi điều xung quanh đi. Hãy ngập chìm trong sự hiện diện của Ngài. Hãy quên mọi điều xung quanh đi. Hãy nói với Chúa anh em là người được ơn. Hãy cảm ơn Chúa vì anh em là người được ơn. Hãy nói với Chúa rằng anh em sẽ nói tiên tri. Anh em sẽ có lời tri thức, lời khôn ngoan, quyền năng, đức tin. Oh, come with your power, Holy Spirit. Come with your power. Hãy đến với năng quyền của Ngài. Hãy đến với năng quyền của Ngài. Hãy đến với năng quyền của Ngài trên hội thánh của Ngài. Thánh Linh Ngài dậy đầy lòng con. Lòng này còn Thánh Linh Cha ban cho quyền năng. Vỡ lòng nguyện cầu Thánh Linh luôn làm say đắm nơi lòng con. Mỗi ngày lòng con tìm gặp và yêu Ngài hơn. Nguyện cầu Thánh Linh Ngài xây đầy lòng con. Lòng này cần Thánh Linh Cha ban cho quyền năng. Thánh Linh Ngài luôn làm say đắm nơi lòng con. Mỗi ngày lòng con tìm gặp và yêu Ngài hơn. Và con luôn khao khát Chúa, nguyện xin dâng trao cuộc đời con. Chẳng còn mà khiến con gần trăng đổi thay tâm con nên tươi mới. Chẳng nơi đâu xây cho lòng con, nơi con được Thánh Linh Cha dậy đầy. Nguyện thờ phượng Cha bằng tròn tá linh hồn này. Mà con luôn khao khát Chúa, nguyện xin dâng trao cuộc đời con. Chẳng còn mà khiến con cần cha, đổi thay tâm con nên tươi mới. Chẳng nơi đâu xây cho lòng con, nơi con được Thánh Linh Cha dậy đầy. Nguyện thờ phượng Cha bằng tròn cả linh hồn này. Hallelujah. Thánh Linh Ngài xây đầy lòng con. Lòng này cần Thánh Linh Cha ban cho quyền năng. Và lòng nguyện cầu Thánh Linh Ngài luôn làm xây đắp nơi lòng con. Mỗi ngày lòng con tìm gặp và yêu Ngài hơn. Nguyện xin dâng trao cuộc đời con, chẳng còn mà khiến con gần cha. Đổi thay tâm con nên tươi mới. Chẳng nơi đâu xanh cho lòng con, nơi con được Thánh Linh Cha dậy đầy. Nguyện thờ phượng Cha bằng tròn cả linh hồn này. Nguyện xin dâng trao cuộc đời con, chẳng còn mà khiến con gần cha. Đổi thay tâm con nên tươi mới, chẳng nơi
Cha ban cho cả linh hồn này. Nguyện thờ phượng Cha ban cho cả linh hồn này. Nguyện thờ phượng Cha ban cho cả linh hồn này. Chúa cho một người anh em ở đây, một lời Chúa cho người anh em mặc áo xanh đứng sau cây cột đó, không, sau anh đó đúng rồi, yes, anh có thể bước lên này nếu anh muốn nghe lời của Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Lời Đức Thánh Linh đặt vào lòng tôi nói như thế này. Chúa nói, dù Satan có thể làm rất nhiều điều không tốt trên cuộc đời của con, nhưng ta sẽ sử dụng con để sỉ nhục nó. Hãy tin cậy nơi ta. Đây là điều nói để khích lệ người anh em. Hãy kiên nhẫn với Chúa. Đừng sợ, đừng thối lui, đừng bao giờ sờn lòng trùn bước. Chúa sẽ sử dụng người anh em để sỉ nhục Satan. Công việc của Satan sẽ bị đánh bại qua cuộc đời của em. Và hôm nay Chúa sẽ chứng minh điều đó bằng cách thăm viếng em, dằn sức mạnh để bước tới vào những ngày tiếp theo. Lạy Chúa, không cảm ơn lời của Ngài, khích lệ người anh em con. Khi thần giáng lên Samson thì ông có thể bằng một cái hầm lửa đánh 1000 quân. Khi thần giáng lên Samson thì ông có thể vác cả cái 2 cái trụ cổng lên ngọn núi. Khi thần giáng lên David thì ông có thể giết Goliath cao gấp 3 lần ông. Ngày hôm nay con cầu nguyện cho người anh em này, để công việc của Satan sẽ bị sỉ nhục qua đời sống người anh em này. Lạy Chúa, thăm viếng anh ấy, thăm viếng, thần mạnh sức, thần không ngon, thần tri thức, thần quyền năng, sức mạnh đến trên người em này, đến. Tất cả những cánh cổng của địa ngục sập đổ, tất cả những bức tường của Satan sập đổ, mọi xiềng xích của Satan bẻ gãy rớt xuống. Sức mạnh thần ngày đến, Chúa đến, nở Chúa, con đang thấy Ngài làm điều rất tuyệt vời cho người anh em này của con. Và con nói rằng thiên đàng đã lợi qua đời sống người anh em này. Con nói rằng ma quỷ bị sỉ nhục qua đời sống người anh em này. Con nói rằng người anh em này sẽ phát đáp công việc của Satan. Wow, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah, wow. Hallelujah. Tôi vừa cây bởi hy vọng bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin thì tôi biết rõ Chúa sống oai quyền trên cao trời. Vì Giê-xu sống luôn với tôi vui.
Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Yes, anh chị em ơi, chưa bao giờ nhu cầu ân tứ quyền năng cần cho hội thánh như giai đoạn này anh chị em. Khi cuộc chiến giáp la cà, khi cuộc chiến đi đến cái điểm quyết định thắng lợi, là lúc chúng ta phải dùng tổng lực để đẩy Satan ra khỏi biên giới. Dạ. Những công việc của nó, những thứ lừa dối của nó đã làm trên dân tộc chúng ta phải bị tiêu hủy và không bao giờ được lặp lại trên đất nước này. Amen. Anh chị em có bao giờ đọc báo, đọc chí, đọc những cái vấn đề mê tín dị đoan cổ truyền ở trên đất nước chúng ta không? Đoan là công việc của ma quỷ, và dân tộc chúng ta đã đến lúc phải được mở mắt ra. Amen. Amen. Để dân tộc chúng ta biết được thần nào là chân thần và thần nào là thần giả dối. Amen. Tôi nhớ câu chuyện trong Công vụ chương 8, khi Phi-e-rơ đến để làm báp têm thánh linh, cầu nguyện báp têm thánh linh cho những tín đồ mới Samari, thì có ông thuật sĩ Simon. Ông đấy cũng làm rất nhiều những điều, và người ta cho ông rằng là ngày người này là người của Đức Chúa Trời tối cao, đã lừa dối. Ngày hôm nay đất nước chúng ta bị lừa dối, người dân chúng ta không hiểu, không biết, không chạm đến quyền năng của Đức Chúa Trời, và họ đã đi tìm kiếm rất nhiều thứ, và bởi sự tìm kiếm nhiều thứ đó mà dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự hiểu biết. Cho nên anh chị em à, hãy biến mình trở thành người tìm và cứu những linh hồn người khác. Amen. Đó phải là mục đích. Hãy biến mình trở thành người tìm và cứu linh hồn. Hãy mạnh dạn nói lẽ thật cho người bên cạnh của mình. Mạnh dạn nói. Lẽ thật càng được rao ra, rao trên mạng, rao bằng miệng, rao bằng truyền đạo đơn, rao bằng bất cứ mọi cách rao. Mình phải làm cho đất nước Việt Nam mình gọi là gì ta? Đây dãy tin lành quyền năng của Đức Chúa Trời. Wow. Tôi ước ao cái ngày đó. Tôi nhớ năm 1996 khi tôi tiếp nhận Chúa. Ngay lúc đó là tôi đã quỳ gối xuống, tôi cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, con ước ao một ngày, điều mà con tin, điều con cảm nhận, thì tất cả người Việt Nam phải được biết, phải được nghe, phải được nhận, và đất nước của mình phải nói là thiên đàng trên đất. Amen anh chị em ha. Cảm ơn ạ. Hãy cầu nguyện cho điều đó. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.